chào các bạn. Vào những ngày cuối tuần hoặc vào những dịp lễ Tết, đoạn đường quốc lộ 1A từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bến Lức thường rất đông xe, nên mình sẽ chọn một cái con đường song hành để tránh đi quốc lộ 1A nhé các bạn. Các bạn có thể rẽ trái vào con đường Nguyễn Hữu Thọ này, hoặc đi thẳng lên phía trên một chút sẽ có con đường Nguyễn Văn Tiếp để đi ra đường Nguyễn Hữu Trí. Đường Nguyễn Hữu Trí gần như là đường song hành với quốc lộ 1A, bắt đầu từ Bến Lức và đi đến Bình Điền, tránh Hồ Chí Minh. Cái vòng xoay này bạn sẽ ngay lối rẽ đầu tiên vào đường Nguyễn Văn Siêu, hoặc có thể đi thẳng để có thể lên đường cao tốc và nút Bến Lức. Nguyễn Văn Tiếp từ quốc lộ 1A vào sẽ gặp đường Nguyễn Hữu Trí ở chỗ này. Từ đây cứ chạy thẳng một mạch đường Nguyễn Hữu Trí là ra đến Bình Điền, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Xe tải và đặc biệt là ít xe máy. Phía trên là đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Các bạn thấy đấy, chạy rất thoải mái, không phải chen chúc và chậm chạp như ở ngoài quốc lộ 1A. Hơn nữa, con đường này cũng tương đương với con đường mình đi trên quốc lộ 1A thôi. Thank you.
Đây là ranh giới giữa tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Đường từ đây sẽ có hai làn và có giải phân cách cứng nên sẽ dễ chạy. Chỗ này có giải phân cách cứng nên bạn không thể rẽ trái để lên cầu chợ được. Ở đây là cuối đường Nguyễn Hữu Trí và ra với quốc lộ 1A ngay dưới dốc cầu Bình Điền. Tạm biệt các bạn nhé.